Sau đây là kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3, ngày 29 tháng 8 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 2, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5903, 0735, 8210. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7848. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 20425, 40153, 37516, 04284, 30288, 26361, 58593. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 66600, 58448. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 11450. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 73178. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 4417. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 4417. 6, 3.